Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Kiên Giang, màn trình diễn cơ bắp ấn tượng của các vận động viên ở hai nội dung toàn năng nam và nữ đã chính thức khép lại giải du lịch thể hình quốc gia lần thứ 23 năm 2020 do tỉnh Kiên Giang đăng cai tổ chức. Theo đánh giá của ban tổ chức giải du lịch thể hình quốc gia năm nay, có sự tranh chấp huy chương quyết liệt ở tất cả các nội dung giữa các đơn vị như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, An Giang, Lâm Đồng, Bình Dương. Bên cạnh đó, những vận động viên có tên tuổi trong làng thể hình Việt Nam như Phạm Văn Mách, hạng cân 60 kg, Nguyễn Bích Trâm, hạng cân 55 kg, Tôn Hoàng Khánh Lan, hạng cân 52 kg nữ vẫn tiếp tục giữ được phong độ của mình ở giải đấu lần này. Với sự phát triển vượt trội của các vận động viên thể hình tại mùa giải năm nay, đây là điều kiện thuận lợi trong việc tuyển chọn lực lượng vận động viên chất lượng chuẩn bị cho SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai tổ chức vào năm sau. Cái sự mà tập luyện thi đấu ngàn đỉnh cao ngày càng khó khăn hơn vì tất cả các vận động viên của chúng ta đã hiểu được cách tập như thế nào và cách ăn uống như thế nào để có cái lượng cơ bắp tốt nhất. Và đến ngày hôm nay năm 2020 thì mới thấy là trình độ các vận động viên hầu như là đã bắt kịp với nhau. Và họ có những cái sự chỉnh chu, chỉnh sửa trong cái việc mà cơ bắp của mình ngày càng hoàn thiện hơn. Đây là một cái sự là một tín hiệu tốt cho làng thể hình Việt Nam. Mặc dù giải có những lúc phải lùi lại cho đến thời gian cuối năm thì chúng ta mới có thời gian để tổ chức giải. Tuy vậy thì qua 3 ngày thi đấu vừa rồi thì thấy rằng là các vận động viên chúng ta vẫn duy trì ở một cái cường độ rất là tốt. Vẫn có nhiều vận động viên, trong đó có vận động viên nổi tiếng của chúng ta như Phạm Văn Mách và các vận động viên nữ như là các vận động viên Tôn Hoàng Khánh Lan vẫn giữ được cái phong độ rất là tốt. Ngoài ra thì có một số vận động viên của các đơn vị mới như Công an Nhân dân đều có những cái nhân tố rất là tốt. Chúng tôi hy vọng rằng là thông qua các cái ngày thi đấu này thì ban huấn luyện cũng như là ban trọng tài của giải sẽ có sự tuyển chọn các vận động viên để chúng ta có một hình thành một đội tuyển rất là mạnh năm 2021 chuẩn bị cho SEA Games. Giải du lịch thể hình quốc gia là giải đấu cao nhất trong hệ thống thi đấu Việt Nam. Vì vậy, nội dung toàn năng chính là nội dung quy tụ các vận động viên có cơ bắp nhất cả nước. Đối với nội dung toàn năng nam, 8 vận động viên có thể hình tương đối đồng đều đã tạo ra cuộc cạnh tranh hết sức quyết liệt. Qua 3 ngày tranh tài sôi nổi, đoàn vận động viên đơn vị thành phố Hồ Chí Minh giành được giải nhất đồng đội nam, đồng đội nữ và giải nhất toàn đoàn với 8 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Đoàn vận động viên đến từ An Giang đạt được giải nhì đồng đội nữ và đứng vị trí thứ hai toàn đoàn với 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Đoàn vận động viên đơn vị Đồng Nai đạt được giải nhì đồng đội nam, giải ba đồng đội nữ và xếp vị trí thứ ba toàn đoàn với 3 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 5 huy chương đồng.